ba mẹ em á nha, là cứ đến nhà bạn bạn của ba mẹ em á, mà có con trai có ở trong đó, là cứ sau này là mai là mối nha, rồi hai đứa nha, chào ba chồng đi con, chào bố vợ đi con, trời ơi u là trời, em nhục ngã thì luôn á, chảy nước miếng, chảy nước miếng. Hồi nhỏ kiểu quen biết nhau nha, cái xong sau này kiểu cách rất là nhiều năm không gặp lại, cái sau này kiểu tiến tới hôn nhân ấy là có là ba mẹ em hiểu vậy. Kiểu đâu, kể nghe chơi đi, kể nghe chơi. Xin chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Radio P336 và mình là Winner, leader đến từ nhóm P336. Còn mình là Kira Kira đến từ nhóm P336. Ok, còn mình là Kenji đến từ nhóm P336. Cũng như thường lệ thôi, chương trình Radio P336 là một chương trình mà ở nơi đây các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn fix, các bạn fan của P336, các bạn có thể gửi những cái confession, những bức tâm thư tình cảm, những tâm tư suy nghĩ bấy lâu nay trong con người các bạn không có em chia sẻ, thì các bạn có thể đến đây và chúng ta cùng tâm sự với nhau nhé. Rồi ok, thì trước khi vào confession thì ngày hôm nay Kenji và Kira, các em có gì chia sẻ không? Tuần vừa rồi em mới vừa tiêm vaccine ạ. Và cảm giác khá là mới lạ. Em không có bị sốt nhưng mà như là mọi người bị. Nhưng mà em bị nhức tay kinh khủng. Tự nhiên tay nó liệt rồi, xong đáng lý mình không mệt đâu, nhưng mà sáng giờ không làm được cái gì á, nó tức giận, nó mệt mỏi á. Nhưng mà cũng tùy kiểu cơ địa mỗi người. Đúng mà rồi. Kiểu như là có người ốm với cả, hoặc là tùy thuốc nữa. Chúc mừng hai đứa, tại vì là cuối cùng cũng được chích vaccine rồi. Tái hòa nhập cộng đồng. Chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề ngày hôm nay của chúng ta sẽ là sống trọn thanh xuân. Em xin phép đọc cái confession đầu tiên, tại vì em thấy là cái tên của confession này thì nó khá là quen với em. Đó chính là King of Lion, bài của em. Có lẽ B36 đã gặp tôi ở số radio B36 tập 8. Tôi thực sự bây giờ, bạn nghĩ gì khi gặp tôi? Lúc đó tôi đang trong trạng thái hưng phấn khi gặp các thành viên B36, nhất là mình. Nhưng ẩn sau trong đó là một nỗi niềm không thể diễn tả hết được. Đến ngay lúc này tôi chưa thoát khỏi hố sâu cho bản thân tự tạo ra. Tôi mất hứng thú với học văn hóa. Tôi đánh mất bản thân mình vào mấy năm trước, khi nói với bản thân rằng mày làm được, để giờ nó trở thành ác mộng. Mới đây tôi đã có quyết định khi đến tương lai. Nó có lẽ là một sai lầm, đó chính là bỏ tất cả mọi thứ ở bên đây qua việc học một thứ mà tôi thích. Có lẽ tôi không biết đến âm nhạc sớm hơn để giải quyết mọi thứ dễ dàng. Và tôi cũng hy vọng rằng không rơi vào hoàn cảnh đó một lần nữa. Đó là một cơn ác mộng đối với tôi. Cảm ơn vì bài hát của bạn Kenji. Là em. Nó như bài hát dành riêng cho tôi vậy. Đến khi sai lầm, tự tin hay là ngạo nghễ. Và như đây tôi muốn nói với bạn đã gửi confession 1 của tập 8 là nếu bạn không muốn giống tôi ngay bây giờ, bạn có dấu hiệu của sự trầm cảm, tự cô lập bản thân với những bên ngoài giống tôi vậy. Chỉ trừ ăn cơm là xuống nhà, còn đâu là ở trên phòng một mình. Tôi không muốn bạn xa vào vũng lầy như tôi. Tôi nghe YouTube có một câu nói rất đúng. Người hay đưa ra lời khuyên cho người khác là người cần chữa trị vết thương. Có lẽ nó quá dài nhưng tôi muốn nhờ Kenji rap lại bài King of Lion. Cảm ơn mọi người đã đọc. Okay. Anh nghĩ là trước khi mình nói chuyện về vấn đề này thì em gửi tặng bạn ý cái bài hát đó trước đi. Rồi chúng ta nói nhạc luôn không ạ? À? Mở mắt ngược lên cả đôi sáng đang chờ tình yêu cụ thể như đèn cá bên chân bờ. Mở mắt bước lên cả đôi sáng đang chờ tình yêu cụ thể như đèn cá bên chân bờ. Một con đường mình đi đem hết niềm tin cùng chọn, dù ra sao thì ta cũng vẫn sẽ là người được chọn. Muốn thật nhanh có lẽ ta đu trên trang và trưởng thành. Yeah, muốn thật nhanh có lẽ ta cũng có thứ để hoàn thành, không nghe lời khuyên ai do ta quá ngông cuồng và đau to, không lo về chuyện nay mai vì đã có ông mà sẵn có lo. Trong cái confession này thì có đề cập đến Kenji đó, thì em có muốn chia sẻ gì về với bạn về bài hát này không? Chắc là nó đúng vào tâm lý của bạn ý, thì nên là em có thể xoa dịu bạn ý bằng câu chuyện của em. Thực ra thì cái bài hát này thì em cũng không dựa quá nhiều về bản thân em, mọi biết mà em chỉ dựa vào cái câu chuyện của phim Lion King, là về cái con vua sư tử hành trình đến con vua sư tử. Xong em chỉ xem phim thôi, em chỉ viết lại thôi, nhưng mà lúc mà viết ra thì em cũng không nghĩ là kiểu có thể chạm tới câu chuyện của ai hay là chạm tới trái tim ai à. Em chỉ viết với kiểu bạn đang em có rồi, mà rất là vui khi mà nghe tin là bạn ấy nhờ cái bài hát đó mà đã chạm được tới bạn ấy, thì
anh không biết là, tại vì mình chưa bao giờ tiếp xúc với bạn ý như thế nào, nhưng mà anh cảm thấy là bạn là một người sống khá là hướng nội, nên là bạn viết một cái tâm thư này như kiểu là vừa chia sẻ cho mình và cũng như là muốn muốn tự nhắc nhở bản thân mình rằng là như thế, mình đã từng như thế như này kia. Cái confession này làm cho em nhớ tới em của chắc một năm trước ấy, kiểu lúc mà em không biết mình làm gì ấy, nhưng mà em nghĩ là em không chọn sai. Nhưng mà bạn này thì kiểu kém may mắn hơn chút xíu là bạn đó đã kiểu không chọn đúng con đường của mình thích ngay từ đầu, cho nên sau này bạn kiểu sai lầm và bỏ hết tất cả những gì mà mình đã gây dựng. Đó là do vì sao em nghĩ là bạn đã liên hệ với lại một bạn mà cũng đã từng có tâm tư giống như bạn đó. Bạn đó muốn đưa ra lời khuyên thì em thấy cái điều này cũng rất là hay và mới trong Radio Confession của tụi mình. Đó chính là kiểu khán giả của Confession có thể tương tác với nhau. Hồi đó em kiểu tại vì mình đang là học sinh, tụi mình cũng là những con người mà đi làm sớm á, và cũng là người kiểu gọi là biết được mình muốn gì sớm hơn các bạn đồng trang lứa khác. Nhưng mà riêng đối với em á, thì thật sự là có một khoảng thời gian em rất là bâng khuâng, em bị lạc á, và em không biết là mình muốn gì hơn. Em cũng không biết là mình kiểu nên làm gì tiếp tục. Có một khoảng thời gian em rất là thật sự rất rối, và mình không thể nào làm hết tất cả được. Đây, em kể mọi người nghe là có một khoảnh khắc mà khiến cho em kiểu gọi là kiểu bừng tỉnh á. Chứ thật ra có một thời gian trước đây em cứ kiểu rất là vô lo vô nghĩ, kiểu không nghĩ tới chuyện gì, em chỉ nghĩ là ai giao em cái gì thì em làm cái đó thôi. Nhưng mà có một ngày á, thì sau đó Hana có hỏi em là có bao giờ em tự dắt tay lên trán em suy nghĩ là em thật sự muốn làm gì hay chưa, hoặc là lỡ như một ngày nào đó em thật sự bị đuổi ra khỏi BA6 hay như thế nào. Xong lần trước chị có nói em gì như thế này nữa là chị không tin được là em với Kenji bằng tuổi nhau luôn á. Kiểu em kiểu em nghe xong kiểu xong em tối đi em suy nghĩ thiệt, xong từ đó em bắt đầu em suy nghĩ nghiêm túc về cái việc là thật ra là mình cũng bắt đầu mình va chạm rồi á, xong đó kiểu bắt đầu mình suy nghĩ chín chắn hơn. Chứ thật ra lúc trước á, em lúc em còn nhỏ thì em kiểu em nó suy nghĩ rất là khác, cho nên là em nghĩ là BA6 là một bước đệm, và cũng như là mọi người cũng là một bước đệm khiến cho em kiểu nhận ra mình muốn làm gì, và cũng như là nhận ra là mình đang đi đúng hướng hay không. BA6 là một cái gì đó khiến cho em cảm thấy rất là biết ơn á. Không có gì. Rõ ràng rồi, không có chi. Tại sao lại dùng là một cái từ là đến một ngày nào đó BO36 lại đuổi em? Làm sao, tại sao bọn anh lại phải không, ấy là anh nhớ một thời gian mình em mọi người đều bị đe dọa không? Xong cái thật ra em không nghĩ nhiều đâu, em nghĩ là bị đuổi thôi. Em xin lỗi nhưng mà em từng nghĩ vậy đó. Nhưng mà sau này kiểu ở chung mọi người á, xong cái tự nhiên cũng bắt đầu sợ sợ. Xong tự nhiên Hana nói gì nữa, xong cái em bị lên nó, xong em mới bắt đầu suy nghĩ. Cho nên là em nghĩ là em khá hiểu cái confession này. Không có gì là quá trễ cả. Ví dụ bạn phải trải nghiệm bạn mới biết cái đó nó không hợp với bạn. Chứ nếu bạn không dám trải nghiệm thì sao mà bạn biết nó không hợp nữa. Cho nên cái việc bạn dám bỏ cái không hợp bạn để theo cái nghĩ là nó hợp thì đã là ok rồi. Chứ thực ra là bạn cũng không phải suy nghĩ tiêu cực như thế. Thật ra là cái việc học ấy thì nó là cả đời. Thật ra là bạn chưa đến nỗi thất bại, nhưng mà nó chung quy thì cũng là một cái hướng mà bạn phải tiếp tục tìm tòi. Luôn luôn có những cái câu hỏi là như thế tại sao, thì sẽ đến một ngày bạn sẽ tìm ra được cái câu hỏi cho chính cuộc đời của mình thôi. Thật ra nói như thế chứ bây giờ mình chưa biết câu hỏi thử của mình là như thế nào luôn đấy. Thế nên là mình cứ phải trải nghiệm rất là nhiều, vấp ngã cũng thật là nhiều mới thực sự là một phiên bản RIP Pro hơn của chính bản thân mình. Cũng như là mình sẽ có được nhiều những cái trải nghiệm thì mình sẽ tự tin với cuộc sống này hơn. Chốt lại là mình nghĩ là nếu mà bạn đang trong khoảng thời gian khủng hoảng thì hãy nên tìm một người bạn, hoặc tìm một người mà bạn tin tưởng để chia sẻ và đồng cảm. Đó, còn những gì bạn làm thì bạn đừng có hối hận, mình nghĩ là bạn vẫn còn trẻ thì bạn cứ tiếp tục keep going. Và đừng chỉ là một mình mà hãy có những người anh em, những người đồng đội kế bên thì mình nghĩ là bạn sẽ vượt qua tất cả thôi. Cố lên, phải đi. Đúng rồi. Quan trọng là bạn còn chạy. Chứ bạn nếu mà bạn dừng lại thì bạn hãy cứ tưởng tượng thường xem bạn đang tham gia một cuộc marathon. Bạn không thể đứng lại đấy được mà bạn phải chạy. Bạn chạy thì bạn sẽ đến về đích. Thế nên là cố lên. Tất cả mọi người cố lên. Tôi cũng cố lên. Ok, confession thứ hai, chị Đại gặp nạn. Em đã bị hội bạn cấp 3 chơi xấu ạ. Sao tính em vào vấn đề nhanh vậy? Không, ngắn gọn. 3 năm học cấp 3, em luôn ra dáng là chị Đại của lớp, luôn bảo vệ các bạn trong mọi tình huống. Em có đồ ăn ngon hay là nước uống là em luôn bao các bạn của mình hết. Và rồi chỉ đơn giản vào một ngày đẹp trời, em vô tình nghe được một câu chuyện thật chất. Các bạn không hề coi em là bạn. Đơn giản các chị lợi dụng tình cảm của em dành cho mọi người. Gia đình em cũng thuộc dạng khá giả. Em được ba mẹ cưng chiều nên nhiều khi em cũng nghĩ
san sẻ mọi thứ dành cho các bạn ấy. Thế mà tại sao các bạn lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại lợi dụng em? Lúc nào em cũng dương dương tự đắc mình là chị đại. Vậy mà em ngu ngốc, đôi khi vì một lời các bạn khích bác mà em nổi nóng lên đi kiếm chuyện với các bạn khác. Em còn cho tiền các bạn nữa cơ. Em sống như vậy là sai hả mọi người? Thời gian thì nó cũng qua, nhưng tổn thương thì còn mãi mà thôi. Cũng tới lúc em có những người bạn mới, những con người đằng sau lại luôn là khiếm khích và nói xấu em là có mới nới cũ. Em đâu có ý gì, em phải làm sao đây mọi người ơi? Em vào vấn đề nhanh quá. Vừa vào một phát mình hiểu ra câu chuyện luôn. Mấy đứa trong này đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa? Chứ không hẳn cũng, à. Chứ không hẳn đúng rồi. Không tới nỗi như thế. Nhưng mà kiểu em kiểu bắt gặp ở ngoài đời thì có câu chuyện tương tự rồi. Chơi với các bạn khác như là bạn bè thì nó sẽ không đến nỗi như thế này. Tại vì ngay từ đầu bạn đó nghĩ mình là chị đại. Thật ra là tại vì mình cứ chơi với bạn bè như bình thường thì tụi nó cũng sẽ như vậy với mình ấy. Còn mình cứ nghĩ, mình nghĩ mình là cái người mà kiểu như kiểu là người ở trên á. Thì mình nghĩ là các cách nhìn của các bạn đó đối với mình nó cũng sẽ khác. Thì cách nhìn tiêu cực hay tích cực thì hên xui tùy những người bạn mà mình học chung. Có thể là nó sẽ biết ơn mình, hoặc là nó sẽ cảm thấy mình thật là kiểu tốt. Nhưng mà cũng có thể sẽ theo tình huống xấu như thế này. Tại vì thật ra là một phần thì cái xuất phát điểm của cái bạn này thì cũng là muốn tốt. Tiếp xúc với các bạn mình thì nó xuất phát từ ý tốt. Nhưng mà tại vì cái cách mà tiếp cận của bạn này thì nó lại hơi sai. Cái thái độ của bạn ấy nó sẽ bị dễ khiến mọi người hiểu lầm là kiểu như là bị hơn người ấy. Thì đôi khi kiểu khiến cho cái tình huống như thế nó sẽ trở thành ngược lại so với những cái định đoạt ban đầu của bạn ấy suy nghĩ ấy. Đấy, nghĩ tự nhiên việc tính cho tiền bạn xong rồi đứng ra để cái nó kỳ quá. Thế Kenji cho tiền bạn bao giờ kìa? Với lại vì có một chi tiết là kiểu nghe cái bạn này thích để đứng ra bảo vệ bạn này, kiểu cái nó cử quyền và làm sao thật ra là cái việc mà đứng lên để bảo vệ bạn bè thì nó không phải là sai. Nhưng mà tại vì là nên nghe từ nhiều phía và nên chọn lọc cái thông tin mà mình nghe được, chứ không phải là cứ bô ba nghe vài lời kiểu như là khích bác nhau sau đó là mình nổi nóng lên, thì đấy là một cái điều mình không đồng ý. Bạn ấy có hỏi là bây giờ bạn ấy phải làm sao, thì có ai có lời khuyên cho bạn ấy không? Đừng như thế nữa. Đừng, ý là hãy nghĩ cho bản thân mình nhiều đi, mình nghĩ vậy ấy, chứ đừng có quan tâm chuyện của người khác nữa. Tại vì ngay từ đầu bạn kể thì mình thấy bạn hay kiểu rất là quan tâm cảm xúc của người khác, và dù mọi chuyện có ra sao thì vẫn luôn kiểu nghĩ cho người khác đầu tiên như thế, những người mình quen như vậy á. Thì mình nghĩ là bạn hay nghĩ cho bản thân mình nữa, giống như là mình làm như thế thì mình có bị không, nghĩ đến hậu quả của nó và mình sẽ bị thiệt thòi hay là ảnh hưởng như thế nào. Với cả người ta hay có cái câu là ấy, chọn bạn mà chơi. Có thể là hiểu theo hướng tích cực, hiểu theo hướng tiêu cực thì đều được, anh thấy nó đều đúng, tùy trong cái tình huống nào đó thôi. Thế nên là anh thấy là bạn này này, bạn nên kiểu như là nên xem xét lại cái mối quan hệ mà bạn ấy đang có phải. Thế nên là nếu mà để thực sự mà tốt hơn thì bạn nên cần xem xét lại cái vấn đề này. Có bạn bè trong lớp ấy, nó không đơn thuần là chỉ để kiểu như là ngồi học trong lớp xong rồi giúp nhau trong lúc mà học hành đâu, mà nó còn ảnh hưởng rất nhiều về cái tâm lý mà mình sẽ tiếp xúc ra với xã hội ấy. Người ta hay bảo là kiểu như là con người khi mà nó như thế nào ấy thì sẽ một phần là do cái môi trường xung quanh bạn. Thì môi trường xung quanh bạn là sẽ là ai? Sẽ là ba mẹ này, gia đình, người thân, là bạn bè nữa. Thì nếu mà bạn có những người bạn mà thấy cuộc sống màu hồng, tươi đẹp và sống tích cực thì bạn cũng sẽ tích cực theo. Còn nếu mà bạn có những người bạn có nhiều suy nghĩ tiêu cực hoặc là nhiều vấn đề trong cuộc sống ấy thì bạn sẽ bị cuốn hút theo cái lối sống đó. Ok, và bây giờ đến với confession thứ 3. Chọn con tim hay là nghe lý trí? Chào B336, chào Winner, chào Mon, chào Hana, Vicky, Kira, Kenji. Đã theo dõi show Radio B336 của các bạn rất nhiều, nhưng hôm nay tôi mới dám mạnh dạn viết confession này, gửi nhóm để nhờ tư vấn một tình huống khó ơi là khó. Tớ và bạn thân của mình là nhỏ Hồng, quen biết và chơi với nhau từ hồi nhỏ xíu. Hai đứa lớn lên cùng nhau từ cái thời mà còn dắt tay nhau đi học mẫu giáo. Bố mẹ của hai đứa lâu lâu hay chọc ghẹo là sau này lớn lên lấy nhau luôn cho gần nhà. Vậy mà hai đứa đều đỏ mặt và nghĩ đó là chuyện hoang đường.
Có lần hai đứa đi trải bài tarot thì cô đứa bạn cùng lớp kêu lớn lên yêu nhau và rồi cưới nhau. Tớ và nhỏ H đều không tin ấy, vậy mà hôm thi học kỳ, nhỏ H qua nhà tớ chỉ bài tớ ở những ngày thi cuối. Tự dưng tớ như say nắng ấy, cảm giác lạ lắm. Chưa bao giờ tớ có cảm giác như này với nó cả. Rồi sau lần đó tớ thích nhìn lén nó nhiều hơn. Tớ hay cố tình ra chọc nó để nó giận. Tớ thích chọc nó để kiếm cớ nói chuyện. Con nhỏ hình như cũng có biết hay sao mà né tớ luôn rồi. Tình bạn tự dưng giờ cũng dần dần nhạt đi. Hai đứa không vui như trước nữa. Chấm hỏi. Yeah, confession này rất là buồn cười. Ở chỗ là hồi bé thì kiểu như là ví dụ mình có một đứa bạn nào đó ấy, thì nếu mà chơi thân ấy, thì bố mẹ thường hay là kiểu như là nói đùa là kiểu như là hai đứa này về sau sẽ yêu nhau hay là cưới nhau gì đó ấy. Thì mấy đứa có không? Không nha, ví dụ đi mà là bạn bè chơi thân với nhau đùa vậy đi còn bình thường. Còn ba mẹ em á nha, là cứ đến nhà bạn bạn của ba mẹ em á mà có con trai có... ở trong đó là cứ sau này là mai là mối nha, rồi hai đứa nha, chào ba chồng đi con, chào bố vợ đi con, trời ơi u là trời em nhục nhã thì luôn á, chảy nước miếng. Tự nhiên vừa mới vô nhà em còn không biết chú đó là ai nữa, em còn không biết là nhà đó có nhiêu con như thế nào, mà tự nhiên vô cái tự nhiên em kiểu hả, thật có vui của phụ huynh, em không biết mọi người có giống vậy không, nhưng mà em kiểu mỗi lần như thế em thiệt cũng muốn chui lỗ rồi mà đào hố chui là... xuống đất luôn á. Thật ra là anh thấy cũng kiểu vui mà, kiểu ý là không, nếu mà mình không đặt trong tình huống đấy nha, mà mình là người trêu ấy thì rất là vui, tại vì kiểu như là đúng rồi, kiểu bố mẹ trêu trêu thì thôi, tự nhiên ai ngờ cái bạn trong confession đi crush thiệt, cho nên là bố mẹ coi chừng á nha, lựa lời mà nói chứ coi chừng sau này con của mình nó đi dính, nó đi crush người ta thiệt là thui rồi luôn. Người ta hay nói gì, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, đúng không? Đúng, nhắn tin nhiều chưa là... chắc đại luôn. Em nghĩ là đây là một chuyện tình dễ thương, bạn đó chưa có nói cái kết thì cũng có thể là đang trong giai đoạn gì đó nó khá là vui vẻ với nhau. Đâu, bạn kia xa lánh, bạn kia đang xa lánh mà. Ok kìa. Ủa dạ, chết em xin lỗi, mình là người đọc cho nên là nhưng mà ai biết được, hai đứa còn nhỏ mà. Nhỏ gì, xưng với anh còn tớ với cậu thì cũng phải đổ lên hoặc là bạn cùng tuổi rồi. Đỡ nha. Chào Mon, chào Winner. Chào Hana, Kira, Việt Thi, Kenji. Thì sao? Chào Mon, chào Winner. Chào Hana rồi, xong rồi tự nhiên phải Kenji, Việt Thi, không chào hết luôn. Rồi không thì chào, chào hết luôn. Cũng thú vị. Nhưng mà do câu trêu của bố mẹ nó làm cho... Giờ giấy trẻ đi coi tarot để biết được tình yêu. Thôi đi, trời ơi, nói như chuyện của bạn tự nhiên tarot hoài. Mấy đứa có thanh mai trúc mã không? Hay là kiểu bạn chơi nối khố không? Khác dữ. Em thì không có thanh mai trúc mã nha, nhưng mà em có một nhóm bạn thì chắc chắn là nhóm mình chắc cũng đã biết rồi, thì là em có một nhóm bạn là bốn người chơi từ mầm non tới bây giờ vẫn còn chơi. Mấy đứa có dành tình cảm gì với nhau không? Không anh. Ý là tụi em không, trong năm thì không gặp nhiều đâu. Chỉ là một cái dịp đặc biệt trong đó thì mọi người tụ họp lại chơi thôi. Còn em có một bạn nữa là chơi với em từ năm lớp 6 tới giờ, à, tới giờ vẫn còn học chung lớp luôn, chung lớp chung trường luôn. Thì đó mới là bạn mà em chơi hàng ngày luôn, hàng ngày là em nhắn tin em chơi với bạn đó. Em trai anh gái. Còn trai. Nói chung là có gì là dễ chia sẻ, với lại em làm nhạc cho bạn nữa. Nói chung là đó thì đó là, nếu mà nói về bạn thân thì đó là em có một. Còn anh em nói khổ thì em có muốn vậy thôi. Em hình như em không có thanh mai trúc mã đâu, không có ai chơi với em mà từ nhỏ lớn mà đến giờ vẫn còn chơi hết rồi. Nhưng mà chơi không bền, chơi không bền. Ừ, chơi không đẹp, đời sống không đẹp nữa, người ta không dám chơi nữa. Tại vì em chỉ bắt đầu tìm được người hợp tính với em lúc mà tụi em lên cấp 2 thôi. Mọi người được tìm được người kiểu là chia hợp với mình từ hồi nhỏ thì em thì sau này thì cũng chỉ khác nhau về thời gian thôi chứ đâu phải là không có. Đúng rồi. Thì em không biết là mọi người nghĩ sao về vấn đề kiểu gọi là có bạn từ nhỏ là thanh mai trúc mã, và mọi người nghĩ là mối quan hệ đó sau này ấy, ví dụ tiến tới tình cảm thì nó có bền hay không, hay là nó có lâu dài hay không? Anh thì tại vì từ trước đến giờ anh chưa có nên là anh cũng không biết, mà cũng chưa nhìn thấy ngoài đời thôi nên là cũng không biết như nào. Nhưng mà nếu mà để mình vịn vào những cái bộ phim mà mình đã từng cày qua ấy, thì anh thấy
nó khá là đáng yêu ấy. Kiểu như là mình ngoài bố mẹ và ra thì kiểu sẽ có một cái người mà kiểu như là biết được hết tất cả những cái tính khí từ bé lớn của mình, kiểu như là có thể thấu hiểu mình chỉ qua một cái ánh mắt hoặc là mặc cái suy nghĩ luôn đấy, thì nghe nó Ơi, hơi tâm linh. chắc không có đâu, nghe ảo quá. Em không biết nữa nhưng mà trên Facebook em xem người ta có chia sẻ hai câu chuyện mô tiếp kiểu tham gia xuất bản, xong hai phụ huynh kiểu kêu 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 xong cuối cùng là cưới nhau. Thì em có xem trên Facebook rồi, ở ngoài thì chưa chưa tận mắt chứng kiến cho nên là không biết sao, nhưng mà nói chung là có nhưng mà phần trăm là rất ít, nghĩ tới. Em nghĩ là ví dụ thanh mai trúc mã mà đi từ kiểu nhỏ cho đến lớn luôn á, xong cái sau này tiến tới mối quan hệ thì em nghĩ là hiếm lắm, khó lắm. Nhưng mà em nghĩ chắc cũng có thể có ha, nhưng mà mình chưa chứng kiến thôi. Nhưng mà hồi nhỏ kiểu quen biết nhau nha, cái xong sau này kiểu cách rất là nhiều năm không gặp lại, cái sau này kiểu tiến tới hôn nhân ấy là có, là ba mẹ em ấy. Hay Hiểu vậy, kiểu kể đâu kể hồi nghe chơi đi, kể nghe chơi. hồi đó kiểu ba em gặp mẹ em lúc mẹ em còn nhỏ nhỏ, hồi còn đi học á, xong cái ba em thích mẹ em nhưng mà mẹ em không chịu, xong cái cu hoài không không đổ, bạn ba em mới chửi ba em là tại sao là kiểu bây giờ bắt đầu kiểu ra đại học rồi bắt đầu đi làm đi, tự nhiên có cô gái gì rồi sau này tiền đâu mà cho gái ăn, có tiền đâu cưới vợ rồi tiền đâu nuôi con, xong cái ba em mới kiểu tỉnh ngộ, xong em đi làm cái sau này gặp 10 năm hơn 10 năm kiểu gặp lại, xong cái tự nhiên sau cái mẹ em chốt một câu là mẹ em kiểu kêu là thử lòng ba em, xong rốt cuộc ba em đi đâu á, cái xong xong ngày gặp mẹ em đi đâu luôn. Dễ Quên, thương. đó là kêu ba mẹ viết confession lên Ok, thì cái confession thứ ba của chúng ta ngày hôm nay thực sự nó quá là đáng yêu và vô tình rằng cái chủ đề của nó quá đỗi là quen thuộc với chúng ta, thế nên là ngày hôm nay bà Sáu sẽ gửi đến mọi người một bài hát mang đến một chút hương vị tình thân, một chút sự ngại ngùng, đó chính là bài hát Không Lẽ Cứ Đơn Phương Hoài, bài hát của Hana nhưng mà Kenji lại thích hát. Confession ngày hôm nay, hẹn gặp lại mọi người vào 19:30 thứ bảy hàng tuần trên Net Love và cũng như là 20 giờ chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube của B36 nha.